Bình trĩ là một bệnh lý thuộc vùng hậu môn trực tràng. Đây là một vấn đề sức khỏe dễ gặp phải nhưng khó nói và không phải ai cũng biết tường tận. Ở trong lòng hậu môn mình á, bình thường ai cũng có cái mạch máu đấy hết, gọi là mạch máu trĩ. Tuy nhiên khi mà nó giãn lên, nó phình to ra thì lúc đó nó biến thành cái bệnh trĩ. Vậy thì bệnh trĩ là một bệnh hoàn toàn lành tính, nó chỉ là nó gây mình khó chịu và có thể gây những cái biến chứng liên quan đến cái vấn đề mà nó phình ra. Khổ một cái là bệnh trĩ khi nó có rồi thì nó không có tự bớt, tốt lắm thì nó cầm cự như vậy hoặc nó nặng hơn. Có phải ngồi lâu là nguyên nhân duy nhất gây bệnh? Nguyên nhân của bệnh trĩ là nó do nhiều yếu tố chứ không phải là một nguyên nhân là gây ra bệnh trĩ. Trong đó cái yếu tố di truyền, tức là có những cái gia đình ấy, người ta có cái đặc điểm là cái vùng mạch máu và phục khu đó dễ bị sưng hơn là những cái gia đình khác. Cái thứ hai là mình ngồi lâu thì nó sẽ tụ cái máu tĩnh mạch lại ở vùng hậu môn của mình. Thì nếu mình ngồi lâu quá thì cái lưu thông của tĩnh mạch nó về trung tâm tại tim thì nó lại khó khăn hơn, thì nó dễ bệnh trĩ hơn. Cái thứ ba, ví dụ mình bị táo bón thì mỗi khi mình đi cầu mình rặn ra, thì mỗi khi mà đi cầu táo bón rặn nó chèn ép vào cái thành của cái trực tràng, mạch máu trĩ bắt đầu nó giống như nó bị ứ. Một ngày một ít, cái người mà bị táo bón nhiều thì khả năng bị trĩ cao hơn. Liên quan đến chế độ ăn uống nữa cũng vậy, ăn đồ nóng chẳng hạn như ăn cay nè, uống cà phê nhiều hoặc là ngay cả rượu bia cũng vậy, bia nhiều nó cũng dễ giãn những cái mạch máu ở vùng hậu môn. Ngoài ra còn những nguyên nhân khác cũng làm tăng nguy cơ bị bệnh trĩ như tuổi tác cao, căng thẳng kéo dài, bị béo phì hay phụ nữ trong giai đoạn mang thai. Mình một phụ nữ có thai, khi mà mang thai lớn thì nó sẽ chèn ép vào cái vùng tầng sinh môn của mình, vùng chậu, thì mạch máu tĩnh mạch ở vùng hậu môn nó bị ứ trệ hơn, thì cái người mang thai người ta dễ bị hơn. Những nguyên nhân nào có thể phòng tránh? Theo bác sĩ Thái, trong những nguyên nhân đã liệt kê ở trên thì các yếu tố như thừa cân béo phì, ngồi lâu, ăn uống không khoa học, bị căng thẳng góp phần làm tỷ lệ bệnh trĩ ngày càng cao và mang tính chất thời đại. Đây là những nguyên nhân có thể phòng tránh được. Có bao nhiêu loại trĩ tất cả? Có 3 loại trĩ: trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Trĩ nội là hiện tượng trĩ hình thành bên trong hậu môn. Khi bệnh nặng, búi trĩ có thể sa ra ngoài. Loại này ít gây đau đớn cho người bệnh nên có nhiều người không biết mình mắc bệnh. Trĩ ngoại là hiện tượng búi trĩ xuất hiện ngay từ đầu ở bên ngoài hậu môn, xung quanh lỗ hậu môn. Bệnh dễ được nhận biết và gây nhiều khó chịu cho người bệnh. Trĩ hỗn hợp là sự kết hợp của cả trĩ nội và trĩ ngoại. Búi trĩ hình thành ở cả bên trong và bên ngoài hậu môn. Dấu hiệu nào để nhận biết đang mắc bệnh trĩ? Một số dấu hiệu thường gặp là đi đại tiện ra máu, có cảm giác đau, ngứa rát ở vùng hậu môn, luôn có cảm giác như có dị vật ở trong hậu môn, sưng vùng quanh hậu môn, có một khối thò ra ngoài hoặc nhô lên gần hậu môn. Bệnh trĩ nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng tâm lý, đời sống, tinh thần người bệnh, đồng thời khi bệnh diễn biến nặng sẽ có thể gây ra các biến chứng như nghẹt búi trĩ, tắc mạch, thiếu máu, viêm nhiễm, lở loét vùng hậu môn, nhiễm khuẩn máu, vân vân. Chính vì vậy, khi gặp phải các vấn đề bất thường ở vùng hậu môn trực tràng, người bệnh nên nhanh chóng đến ngay các cơ sở y tế để được bác sĩ hỗ trợ thăm khám và điều trị kịp thời nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm, phức tạp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like hoặc chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh YouTube Bệnh viện FD để theo dõi những video mới nhất, những thông tin sức khỏe hữu ích các bạn nhé.